tiếp tục vào việc anh chị ơi. Căn nhà một trệt một lầu này quý chị. Căn nhà một trệt một lầu này. 2 tỷ 350 triệu nhá. Đấy, căn này. Ôi. Phù hợp tài chính cho anh chị nào mà trong tầm tài chính 2 tỷ 350 triệu. Nói chung giá này còn bớt đấy quý chị ha, gặp chủ để bớt nhá. Giá chính chủ ấy. Nhà trệt lầu. Chỗ đây thì được cái đường thông khu dân cư luôn. Đấy. Quay nó phải thực tế cho anh chị mình xem. Anh chị nào mà tầm tài chính này thì nghiên cứu nhá. Nhà này đường thông bần cờ khu dân cư. Khu dân cư này hiện hữu, khu lâu lắm rồi. Ở kín đấy quý chị thấy không? Đây. Đấy, phun hết rồi. Gần như không có lô đất nào trống nữa quý chị ha. À, thì anh chị nào đang cần mong muốn tìm một căn nhà mà tầm tầm này ha, để thuận tiện cho anh chị mình có thể di chuyển công tác làm việc ở khu công nghiệp V-Ship 1 chẳng hạn. Đấy, chỗ này gần khu công nghiệp V-Ship 1 luôn. À, gần ở đây bên đó cái đường mà xe đang chạy đó, đường Thuận An Hòa quý chị nhá. Đường Thuận An Hòa này, đó đó đó, đường Thuận An Hòa. À, chỗ này là gần đường Thuận An Hòa luôn. Gần chỗ công viên của Thuận Giao á quý chị, gần công viên Thuận Giao mới mở ấy. Công viên Thuận Giao mới mở quý chị. Anh chị có thể tìm ra. Còn đây nhá, nhà mình là phường An Phú. Phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. À, đây là một căn nhà tại phường An Phú. Ở chỗ đây nó giáp ranh với phường Thuận Giao luôn. Cách qua bên kia đường là phường Thuận Giao quý chị nha. À, kết cấu nhà mình là một trệt một tầng lầu. Ở phía ngoài này quý chị, phía ngoài đường Thuận An Hòa, bên kia đường là Thuận Giao, còn bên này đường là An Phú. Đấy. Cho dễ hình dung đấy anh chị. À, nhà này đã qua sử dụng rồi. À, chủ nhà có tân trang sơn sửa mới lại rồi anh chị nhá. À, về là ở thôi. À, nhà cũ đã qua sử dụng và có sơn sửa lại rồi. Phía trước thì có sân xe máy công năng này. Em sẽ đi vào chi tiết căn nhà này cho anh chị mình nhá. Ngang 4,5m, dài 10,5m anh chị. Ngang 4,5m, dài 10,5m. Đó, thấy chưa? Làm đẹp rồi quý anh chị này, đẹp chưa? Đấy. Quá ok luôn quý anh chị nhá. Anh chị đi xem căn nhà này có thể hẹn em ở ngay chỗ công viên Thuận Giao, cái công viên mới mà nằm trên đường Thuận An Hòa đó quý chị. Cái công viên Thuận Giao mà nằm trên đường Thuận An Hòa đó quý chị ha. Anh chị có thể tìm là ra đó. Đấy, thì nhà mình ngay đó luôn. Tại vì sao ạ? Phương châm review của em Hải là đúng đủ chính xác minh bạch công khai, coi như nào em review như đó ha. Vị trí, diện tích, giá cả rồi công năng em sẽ nói hết trong video luôn. Nghĩa là khi mà anh chị bỏ ra vài phút để xem video của em Hải trên kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản á, khi xem xong một cái bất động sản là anh chị sẽ hình dung ra được bất động sản đó ở đâu và giá bao nhiêu, có phù hợp cho anh chị mình đi lại công tác làm việc, và có phù hợp với cái vị trí mà anh chị đang mong muốn tìm kiếm hay không, có phù hợp với cái mức tài chính của anh chị không. Trên kênh của em có một cái điểm chung là sổ hồng riêng hết, em không có review sổ chung anh chị nhé. Tất cả là sổ hồng riêng, không liên quan gì hết anh chị. Hỗ trợ ngân hàng sang tên thoải mái luôn anh chị nha, công chứng ngay trong một căn nhà. Đó. Ở đây thì có tặng nội thất cơ bản ha. Đấy, một bàn ghế sofa này quý chị, ở trong này có bộ bàn ăn. Nói chung mấy cái này là để lại hết. Ở đây gạch người ta có dán tường luôn quý chị ha. Đó. À, bên đây quý chị, bếp trên bếp dưới này có luôn ha. Đây, khu vực bếp đây. Đó, quá đẹp luôn. Ở chỗ đây này quý chị. Ở chỗ đây sẽ có bộ bàn ghế này cũng được tặng này. Nhà vệ sinh mình bên đây này. Đó. Nói chung nhà này mà em thấy một gia đình nhỏ nhỏ ha, khoảng 3 đến 4 thành viên hoặc là 5 thành viên vẫn có thể ở được. Đấy. Căn này là 47m anh chị, 30m thổ cư nhá. Nhà ở trong đây cả cái khu này nhà nào cũng vậy quý anh chị nhá, đều hết. Cái khu dân cư này là phân ra lâu lắm rồi. Nên là đều hết quý anh chị nhá, đều tất cả đều 47m và 30m thổ cư. Ngang 4,5m và dài 10,5m, nhà nào cũng giống nhau nhá. Nhà nào cũng giống nhau, cả 100 hộ trong đây là hộ nào cũng giống hộ nào quý anh chị ạ. Đấy. Nên là anh chị cứ xuống đây mà xem nhá. Nếu mà thấy phù hợp thì mình sẽ làm việc. Đó, công chứng sang tên, hỗ trợ ngân hàng, vay ngân hàng thoải mái luôn. Đấy. Rồi, em sẽ lên lầu để cho anh chị tham quan nhé. Nhà mình một lầu, thiết kế lệch tầng. Đây. Trước tiên là sẽ có một phòng ngủ khép kín, có nhà vệ sinh ở đây. Đó. Chỗ này thì cái cầu thang đi lại làm lệch tầng này quý chị thấy không? Đó, làm lệch tầng, nhìn nó thoáng ha. Đây. Đấy. À, phường An Phú anh chị nhé, gần công viên Thuận Giao nhé. Đấy. Căn này là 2 tỷ 350 triệu, đây là giá chính chủ, giá còn bớt, giá còn thương lượng. Giá mua bán sẽ còn dưới giá này. Đây. Đó. À, nhà vệ sinh khép kín ở bên trong luôn, có luôn cho anh chị mình đây. Đây ạ, nhà vệ sinh nhá. Anh chị ơi, nếu đi xem thì có thể hẹn em Hải khoảng 20-30 phút gì đó. Còn nếu mà anh chị chu đáo hơn có thể điện hẹn em Hải trước thì càng hẹn trước càng tốt anh chị ha. Em sẽ sắp xếp để hỗ trợ và dẫn anh chị mình đi xem một cách tốt nhất có thể. Đấy. Cho đây một cái phòng ngủ to này quý anh chị, phòng ngủ to này, phòng ngủ lớn đó. Quý anh chị nhá, phòng ngủ lớn của nhà mình này. Đó, quá đẹp luôn ha, nhà làm mới lại rồi, nhà cũ nha anh chị nhá. Có như nào nói như vậy nhá, nhà này nhà qua sử dụng nhá, trước đây có cái ban công. Đấy, khu này ở kín này. Ở đây cũng gần với đường Mỹ Phước Tân Vạn luôn, đường vành đai 3 luôn đó quý chị, bên ngoài này, này. Đây ra đây mấy trăm mét thôi.
là đường vành đai 3, đường Mỹ Phước Tân Vạn nhá, gần đây luôn đó. Bên đây khu dân cư ở Hiền Hữu này quý chị thấy không? Đó, rất đẹp luôn. Quan trọng nhất vẫn là phù hợp anh chị nha. Nếu mà anh chị nào thấy phù hợp thì mình hãy bớt chút thời gian để mình đi xem.